Sáng nay, nhiều hãng tin đưa tin lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc không quân vào nhiều mục tiêu ở miền nam Liban, trả đũa cho vụ 12 người thiệt mạng khi rocket bắn trúng sân bóng ở cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Chính phủ Israel đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm vũ trang ủng hộ Palestine có trụ sở tại Liban đã bác bỏ cáo buộc này. Theo kênh tin tức Al Jazeera, người ta nghe thấy tiếng nổ ở thành phố ven biển Tyre và một số ngôi làng dọc biên giới Israel và Liban. Các chính trị gia Israel đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ lên án Hezbollah. Trong thời gian gần đây, nhóm này thường bắn rocket và đạn cối vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza.